Cả nhà ơi, rủ cả nhà đi hái dâu tây. Hôm nay trời mưa à, có mấy trái dâu tây nãy giờ mình gỡ ra rồi à, bây giờ mình đi hái nha. Đi hái không thôi là mấy trái này nó bị hư. Khi trời mưa nó hay nở tà le lắm, nên là tranh thủ trời đang mưa thì đi ra hái vô nè. Trái này bị chim ăn nè, trái này chín nè. Chín nhiều lắm trên vườn ông chủ rồi nha. Này hai trái chín này. Hôm nay chắc mình hái đầy cái hộp, đầy cái giá rổ của chị chủ rồi nha. Nay mình không mang theo giỏ từ gì chị. Bây giờ chị bị quản lý chỉ có cái đồ hái rồi. Ồ, trái này bự dữ hả? Đó, cái trái này là bỏ vô trong bọc lại. Đó, bọc chỉ lại. Nãy giờ cứ ngồi gỡ gỡ ra mà hả, nó ướt hết cả cái mình luôn rồi. Không có mang cái đồ áo mưa nên nó ướt hết trơn. Mình mà nhớ mình gỡ ra mấy cái trái chín này mà bỏ sót mấy em này. Ôi, cái nào cái nấy nó bự chảng đã gì đó. Hái dâu tây trong mưa cả nhà ơi. Tính ra hái dâu tây trong mưa nó rõ quá hả, không có nắng, không có nắng nó rõ trái dâu gì đâu. Rồi, trái này để bọc chỉ lại nè, chưa chín nè. Chín rồi, chín cả về luôn. Dâu tây nó không chín thôi ha, chín hả đã. Wow, trái dâu tây trên đây á, năm nay á là mùa đầu tiên á nó không có được đẹp, xong mùa thứ hai nó quá trời trái mà trái bự bự không đã gì đâu là đã luôn á. Đã quá cả nhà ơi. Wow, màu dâu tây đỏ mà nó thơm. Nó thơm ơi là thơm luôn. Chắc chín chín không đại. Bà chim bà ăn. Cái cây con chút mà ba trái bự chảng. Ui, cái trái này bự chưa nè. Ôi chưa chín. Có lá trùm kia này lại. Nhiều quá trời ơi, nãy giờ hái đã tay luôn. Ồ, trong cái bọc này được à. Cái trái này mà bị chim nó ăn à nhỡ. Nhờ, trái này bự chưa? À, nhìn không chim nó ăn à. Ui, cả nhà xem này, đã dê luôn. Ừ.
đã chưa cả nhà ơi. Ôi đây trái bự quá. Không nhanh cả nhà ơi. Dâu tây trái bự bự không. Trời ơi để chung ba cái trái này lại. Trùng thấy bự quá, để lấy cái đồ trùng trùng mấy chị này lại thôi, nó bị hơi lát nữa bị chim nó ăn là không ai được. Vô lấy thêm cái bọc để trùm lại. Siêu to này. Ôi, wow, trời. Công nhận nha. Mùa này trái dâu nó bự 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 đã ghê luôn ta. Đó, gần đây cái rổ. Ôi trời, cái trái này. Ôi sao nó lủng một lỗ ngủ vậy. Ôi nhìn nó bự thôi xong tự nhiên nó lủng một lỗ. Ôi quá trời, cái chín này rồi. Em này là bị hư. Đó. Mặt mắc mưa vậy ha. Xong mà cái cả nhà không hái đó là nó sẽ bị phình cái trái ra. Xong rồi nó lây ra nhìn xấu lắm. Nó là trời mưa chị em mình cũng tranh sủ ra hái. Trời ơi đó. À, trái nó đã thiệt luôn cả nhà ơi. Nãy giờ hái liền cả cái tay luôn. Trái nào cho nó to. Bự nè. Mê. Cái lứa đầu á của là mùa 2 lúc nào nó cũng bự vậy á. Xong rồi cái từ từ nó sẽ nhỏ lại. Trời ơi. Còn ghiền thiệt luôn á. Nè. Trái là một bự. Quá trời. Đây nó cái này. Thơm quá. Dầu đã không? Để trái nữa. Rồi hết rồi cả nhà ơi. Đây, được một rổ dâu tây siêu to khổng lồ trên vườn ông chủ. Trời ơi, rau dền cơm nó mọc. Tao nói mọc mà nó non.
kiếm cái bọc ra để mang về. Ít hôm bạn lên á, bạn mang về luộc rồi nấu canh ăn chứ trụ nó non quá. Tại vì là ở người Mỹ thì họ nói cái này là cỏ họ đâu ăn đâu. Nên là hey, mình thấy non quá mình hái về cho bạn mình luộc ăn. Non quá. Lát nữa về nhà tẩm này cắt rửa cả cái rễ bỏ sạch sẽ cho bạn mình. Trời ơi đã vậy chứ. Nó non. Tí cái nhổ dục cái tí. Mà nó non vậy luộc ăn nấu canh tôm rồi đó. Bổ máu rồi dền bổ máu. Có nhiều sắc cái gì đó họ kêu bổ máu. Ôi trời ơi đất. Cái gì? Có ai ăn rau dền không? Nước tự động á, cái nó tốt quá. Mình nghĩ hồi xưa chỗ này là mọc hoang, nó ra cái hạt giống nó còn ở dưới đất, rồi cái trời ấm ấy nó lên. Ui trời nó non. Mới ăn bao giờ rau xem. Trên nhà mình ở nhà chị chủ đâu cần gieo đâu, tưởng nó mọc. Ăn đã luôn. Tranh thủ hái mớ. Cái rễ bỏ vô bọc hết trơn rồi. Còn mớ ở đây nữa cả nhà ơi. Nhiều lắm. Mà mình lấy cái nào non mình cắt cái rễ thôi. Còn nhiêu bỏ còn phút hết. Đồ nó luôn. Nó lên non. Đã chưa? Cỏ của người Mỹ là món ăn ngon của mình. Ngon hay. Trời ơi cả nhà xem nè. Nó non, chỗ này nó non dễ sợ cho nè. Như vậy mình cứ cắt bỏ vô bọc. Quá chừng non nè. Đâu có cần gieo làm gì đâu, tưởng nó mọc. Này có thêm rau sam ở nhà mình nữa. Tuyệt vời luôn. Quá trời, có ai ăn rau dền không? Ai ở gần Dung Hà hái về một mớ ăn. Quá trời non. Đó. Trời ơi, nó non. Quá trời non luôn mọi người ơi. Rau dền, cơm non mướt mướt. Đã chưa? Được con cá bọc rồi.